Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Quý vị khán giả, hôm nay mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện giữa danh nhân Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên lùm xùm hơn nửa năm qua. Thì hôm nay công an kết luận kiện bà Phương Hằng trao bao nhiêu tiền cho ông Võ Hoàng Yên. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng đã tự nguyện trao số tiền 183 tỷ đồng cho ông Võ Hoàng Yên, trong đó có 60 tỷ đồng là tiền mặt. Ngày 16 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ việc này, ngày 3 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên trong thời gian qua. Ngày 10 tháng 1 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ đúng theo pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian vừa qua, bà Hằng quen biết với ông Võ Hoàng Yên. Ông Yên giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền là 183 tỷ đồng. Trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt không có giấy tờ và người chứng kiến để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa những cái nơi mà ông làm từ thiện. Sau đó, bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra cho đến nay, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng và giao số tiền. Cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, gần một năm trôi qua, vụ mà danh nhân Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ nằm yên, thì hôm nay là tất cả những điều gì đã sự thật, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định rõ những sự việc mà bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Thì hôm nay là không khởi tố hình sự đối với ông Yên, mà số tiền bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng cho ông Yên là tự nguyện. Và cái số tiền đó thì ông Yên cũng đã xây chùa chiền và xây dựng một số nơi. Tuy nhiên trong thời gian qua thì rất là nhiều người cho rằng là có hai bên phe phái. Một bên thì chia sẻ là ủng hộ danh nhân Nguyễn Phương Hằng và trần sự thật ông Võ Hoàng Yên. Một bên thì đã ủng hộ tinh thần ông Võ Hoàng Yên. Cái việc mà giữa hai bên có lấn cấn tiền bạc với nhau, bên danh nhân Nguyễn Phương Hằng nghi ngờ ông Võ Hoàng Yên sau khi mà sử dụng số tiền 183 tỷ đồng, thì quý vị khán giả cũng đã thấy là trong suốt thời gian dài, hầu như danh nhân Nguyễn Phương Hằng không có hài lòng ông Yên sử dụng cái số tiền đó, và hình như là có cái sự nghi ngờ ông Yên là xây cất chùa chiền rồi số tiền sử dụng không có đúng mục đích như bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng nghĩ. Thì sau đó là bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng có mối nghi ngờ và không còn thân thiết như xưa nữa, cho nên tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng với đồng phạm có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Nhưng ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng biết là cộng đồng mạng nhiều người không đồng tình với danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Họ cho rằng là bà Hằng tố ông Yên không đúng, như vậy thì phải khởi tố lại những tội vu khống. Đó là một khán giả chia sẻ, không để cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng lải nhải trên mạng xã hội gây tổn thương tới nhiều người khác. Đó là một khán giả. Tuy nhiên, một khán giả khác thì họ không có đồng tình về việc mà ông Võ Hoàng Yên nhận cái số tiền quá lớn như vậy mà không công khai minh bạch, quý vị khán giả.
Thì khi mà cái đồng tiền á, họ bỏ ra thì quý vị khán giả thấy là đồng tiền thì đi liền với khúc ruột, quý vị khán giả bỏ số tiền ra họ cũng xót xa. Tuy nhiên đâu đó khi cho ai làm cái gì thì những người họ nhận tiền cũng nên là công khai minh bạch, để cho cái người mà người ta cho hoặc là mạnh thường quân, nhà hảo tâm, người ta yên tâm để người ta gửi gắm những cái tình cảm, và đồng thời tiền của tài sản của người ta cho mình. Thì cái điều đó thì chúng ta thấy là lùm xùm một năm qua, thì chúng ta thấy là ca sĩ cũng như là một số anh em mà từng quyên góp để hỗ trợ đó quý vị khán giả, thì chúng ta thấy là cái số tiền cũng nên là minh bạch. Còn cái vấn đề mà tin tưởng hay không, nếu chúng ta tin tưởng thì chúng ta hãy tiếp tục quyên góp ủng hộ cho họ, còn nếu chúng ta không tin tưởng thì chúng ta tìm nơi khác để chúng ta ủng hộ. Đó là cái điều mà cái quyền của mình sẽ làm điều đó. Kính thưa quý vị khán giả, trong thời gian qua cũng như là nghệ sĩ thì chúng ta thấy là anh nghệ sĩ Hoài Linh cũng không bị khởi tố trong thời gian qua lùm xùm chuyện từ thiện liên quan tới ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như là Trấn Thành, Thủy Tiên. Thì vừa qua công an cũng đã xác minh về vấn đề những người đi làm từ thiện, cái số tiền mà bà con nhân dân quyên góp cho họ ít hơn cái số tiền mà họ đã bỏ ra đi làm, thì cuối cùng là không khởi tố. Và ông Võ Hoàng Yên thì hôm nay cũng quá rõ ràng cái việc mà sử dụng số tiền 183 tỷ đồng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, trong đó là 60 tỷ đồng tiền mặt mà không có giấy tờ và cũng không có người chứng kiến. Ở đây thì quý vị khán giả thấy là ở đây hơi gan go, tại vì không có người chứng kiến và cũng không có giấy tờ gì hết trơn. Như vậy thì lấy chứng cứ gì mà nói doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cho ông Võ Hoàng Yên 60 tỷ đó? Cái số tiền còn lại thì có giấy tờ, có những cái chuyển khoản hoặc là có những cái một số cái giấy tờ liên quan thì điều đó công nhận. Còn lại 60 tỷ thì nói là tiền mặt cho ông Yên để trả nợ và xây dựng chùa chiền rồi làm từ thiện. Tuy nhiên thì sao giữa hai bên là không còn thân thiết với nhau nữa, từ đó mới lùm xùm xảy ra câu chuyện thưa kiện ông Võ Hoàng Yên. Thực sự ra có nhiều người cũng ủng hộ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vì nói là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có tấm lòng rất là bao dung, rất là thương người, muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn, cho nên cái số tiền thực sự ra 180 mấy tỷ đồng nó quá lớn, mà họ cũng làm cực khổ, mồ hôi và nước mắt của họ, nhưng mà họ sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn đối với người khác. Như vậy thì đó là một cái điều mà tốt, nhiều khán giả cũng nhận định bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tốt chứ không phải là không tốt, nhưng con người thì chúng ta thấy là không có cái sự hoàn thiện. Đâu đó thì chúng ta cũng vướng phải những cái một cái điều gì đó trong cuộc sống mà chúng ta khó tránh khỏi, cũng như là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tốt thì có tốt thật, nhưng mà suốt thời gian qua 7-8 tháng trời cũng nhiều người cho rằng là bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chiếm sóng trên mạng xã hội, và trong cái thời gian vừa qua cũng là một trong những người Việt Nam mà lọt vào top 5 của Google tìm kiếm đó quý vị khán giả, không phải là đơn giản. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ tất cả chúng ta đâu đó cũng đã từng xem bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng livestream cũng như là câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong một năm qua. Thì chúng ta thấy tới ngày hôm nay là ngày 16 tháng 1 thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về vụ việc không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên. Như vậy là nhiều người mà bị bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tố cáo, anh Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên cũng như là Đàm Vĩnh Hưng, và hôm nay thì là ông Võ Hoàng Yên. Như vậy là trong số những người mà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là tố giác đó thì tất cả đều không bị khởi tố hình sự, và công an cũng đã vào cuộc điều tra suốt thời gian vừa qua quý vị khán giả. Chỉ có thời gian gần đây thì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng là tiếp theo câu chuyện của Tỉnh Thất Bồng Lai bóc trần sự thật, và chỉ có một cái nơi Tỉnh Thất Bồng Lai là bị tạm giam, còn lại thì những người còn lại là không khởi tố vụ án hình sự quý vị khán giả. Thì trong suốt thời gian dài về việc lùm xùm quyên góp làm từ thiện cũng như là cái số tiền doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cho đi làm từ thiện, thì tới ngày hôm nay cái sự đóng góp của bà thì ai cũng công nhận. Tuy nhiên khi mà cái số tiền cho ông Võ Hoàng Yên nó quá lớn thì ở đây nói là ông Võ Hoàng Yên gian dối và bất chính để là chiếm đoạt tài sản,
thì cái số tiền này là doanh nhân Nguyễn Hoa Hằng tự nguyện, và ông Yên ổng xây chùa chiền có nhiều nơi đó. Như vậy thì cuối cùng là ông Yên ổng không có dấu hiệu tội phạm mà tự nguyện cái số tiền đó cho. Thì bây giờ ổng đi xây dựng chùa chiền ở nhiều nơi và ổng cũng đi làm. Quý vị khán giả thấy là cuối cùng thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra những cái thông báo mà tất cả toàn dân chúng ta đều biết. Hy vọng là hết một năm nay tất cả việc gì mà liên quan lùm xùm từ thiện thì khép lại một năm mà phải nói là đầy thách thức và khó khăn trải qua dịch bệnh Covid-19, cũng như là lùm xùm về chuyện là từ thiện trong và ngoài nước đều ai cũng quan tâm về vấn đề này. Hy vọng khép lại một năm đầy khó khăn, gian khó. Tiếp theo một năm mới, hy vọng tất cả chúng ta bình an, đều có công ăn việc làm, cũng như là có những cái điều mà tốt đẹp nhất đối với mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.